Đưa đang bánh đây. Mình tí nào. Bánh gà không chiu. Đây chứ rồi đây. Cách tiêm chưa? Tôi bị lát thôi. Non. Rồi. Đi chung này. Sao vậy? Chùi hải chịu chùi từ ba đến gì chịu ơi mặt to chưa to rồi chịu chít mày nè chít mày. Em xin phép quay vào lớp ạ. Quay vào lớp ạ. Đấy, lại đi muộn. Bao nhiêu anh? Mấy lần rồi? Ba. Đầu nhau rồi. Cả ngày đi muộn. Đi vào đứng đây. Đứng vào đây hết. Nhanh. Xếp hàng vào. Ui. Đâu cái thước của cô đâu rồi? Cô xanh mạnh vào không? Cô em lần đầu. Thật lần đầu không? Mặt anh quen lắm. Trốn cái gì mà trốn? Nhanh nhanh. Muộn thì mấy roi các bạn? Ba. Ba roi nhá, nhớ quy định chưa? Dạ. À thế tại sao lại cứ suốt ngày đi muộn? Nói con. Thế hôm nào cũng sự cố ngoài ý muốn à? Mặt thân bé cầm đầu không ạ? Cô em. À thân bé cầm đầu à? Em không. Đánh mạnh không ạ? Đánh mạnh nhá. Cô đánh mạnh mà cô. Em lần đầu quý em. Thế từ đây chưa? Em chưa ạ. Chưa nhá. Hôm nay cô phải đánh nữa không? Phải. Thề đi là không vi phạm nữa này, để cô không đánh này. Thế là hôm nay mình không đi muộn nữa ạ? Thế là bây giờ là cô không đánh bạn nào nữa, hôm nay là cô tha không đánh bạn nào, nhưng lần sau không thế nữa nhá. Nhớ chưa? Thế là về chỗ. À nếu mà vi phạm lần nữa là phạt nặng hơn, nhớ chưa? Thế là chúng ta đã đi với nhau được 3 năm rồi, một chặng đường là không dài không ngắn, nhưng mà có rất là nhiều kỷ niệm, vui cũng có và buồn cũng có, và đây là cái khóa đầu tiên mà cô được chủ nhiệm là từ lớp 10 đến lớp 12. Thật sự là lúc này là cảm xúc thật luôn, rất là xúc động. Và hy vọng rằng là tất cả các em sau này đều trưởng thành hơn. Ai cũng có một cái cuộc sống như mình mong muốn. Và sau 10 năm nữa, 20 năm nữa khi gặp lại cô, thì cô thấy rằng chúng ta gặp nhau lúc đó chỉ có toàn chuyện vui thôi. Kể lại cái chuyện bây giờ, cái chuyện của 3 năm học cùng với nhau và gắn bó cùng với trường Trung học phổ thông Thạch Thành 4. Hy vọng rằng là cô sẽ sớm được gặp lại các em trong một diện mạo mới thành công, vui vẻ, hạnh phúc nha. Cô chúc tất cả chúng ta trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới thì tất cả các bạn đều đạt được cái thành tích tốt nhất mà bản thân mình mong muốn nha. Những năm này năm đó ta đã
đam mê phía trước, đừng đợi chờ lễ thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó, mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhân cười xuân ơi. Đã bay xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó từng ngày mong nhớ, đã xa rồi từng phút từng giây.
rồi từng ngày mong nhớ, đã xa rồi từng phút từng giờ, đã xa rồi từng cơn gió mang nụ cười chạm nhẹ lên bờ môi anh. Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông quá lâu rồi anh em đã...
đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cởi bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ, anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội, bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi, lần cuối mình ngồi với nhau từ khi đó mà vẫn phải chờ đợi. Em ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui, sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Ôi trên này mình cùng nhau vác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm. Ngoan xinh yêu của cô đâu rồi? Đây rồi. C4 của cô đâu rồi? Đây rồi. Cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười. Mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua. Nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời. Dù đã có những lúc thất vọng chán chường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đàn em vui được mất từng đánh cực tất vào cuộc chơi. Rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi. Sống trên vai cho tuổi thanh xuân không thể nuối. Ôi trên em mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Trước giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay, trời nắng nhẹ, em đêm gió lay. Cảm xúc khó nói chỉ biết ngẩn ngơ. Nếu ta áo dài bay bay sẽ rất buồn và sẽ hận hồn. Sau hôm nay ta cứ... Cảm ơn cô giáo và các bạn ạ. Không biết nói gì hơn nữa thì nhân ngày hôm nay thì chúng mình sắp hết cấp 3 rồi mà. Chúng mình có rất nhiều chuyện vui, chuyện buồn mình chưa nói với nhau đó. Làm cho cô buồn nhiều rồi. Bây giờ còn 3 tháng nữa rồi, chúng mình phải cố gắng vượt qua nhé các bạn. Cố gắng thi đậu tốt nghiệp nha. Chúc các bạn sau này ai cũng thành công. Đây đi. Đầu tiên thì em cũng cảm ơn cô với các bạn. 3 năm cấp 3 thì cũng không phải ngắn, không phải dài. Em có nhiều kỷ niệm với các bạn, với cô. Cũng nhiều lần bọn em cũng làm cô buồn phiền nhiều, làm cô suy nghĩ về bọn em nhiều. Em cũng chân thành, em thay mặt cho các bạn xin lỗi cô. Cũng chả còn lần nào, không có nhiều lần để xin lỗi cô này, ít lần này nữa. Còn đời học sinh bọn em chỉ có một lần này nữa thôi. Với chúc tất cả các bạn là bây giờ và sau này và mãi mãi sau này, lớp chúng mình luôn đoàn kết, gắn bó với nhau suốt chặng đường dài. Không phải là 3 năm học sinh mà chúng ta là bạn, mà mãi sau này chúng ta vẫn là bạn. Học sinh, mình cho các bạn đây một lời học sinh.
thật đẹp, thật tuyệt vời. Và bạn mãi mãi sau này chúng ta sẽ là bạn. Và không bao giờ mà em quên được, mình quên được cái khoảnh khắc mà nó như thế này. Khi bước ra cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn chông gai hơn nhiều. Và cái tuổi thanh xuân của chúng ta là ở đây, ở trường thầy Thành 4. Nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ rất là tuyệt vời. Và sau này chúng ta sẽ cảm thấy là nếu mà chúng ta đi ra ngoài rồi, chúng ta phải đi làm, chúng ta phải kiếm sống rồi, thì chúng ta mới thấy rằng là không có cái thời gian nào, không có những cái khoảnh khắc nào mà đẹp như khi chúng ta đang là học sinh trường cấp 3. Cảm ơn tất cả các bạn đã thương mình, cảm ơn tất cả các bạn đã ghét mình. Mình xin lỗi, có nhiều lúc mình không đúng. Mình mong thời gian cuối cùng này bọn mình có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, thì sẽ không còn lần sau nữa. Đây là thanh xuân cuối cùng của bọn mình rồi. Cảm ơn và xin lỗi đến những bạn đã chơi bọn mình rất là lâu, nhưng mà bây giờ không còn chơi nữa. Mình mong chúng ta có thể bỏ tất cả những cái tôi của mình để có thể trở về bên nhau một lần nữa. Và mình chúc tất cả các bạn có được đạt được ước mơ của mình. Và cũng chúc tất cả các bạn có được một ước mơ của riêng mình và thành công trên con đường của mình. Chia xa để mình được sống trọn vẹn quanh khắp.